Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em Tuyền xin giới thiệu với cả quý anh chị và các bạn một chiếc xe trong phân khúc SUV hạng B. Vâng, trước mặt quý anh chị đây đó là chiếc Hyundai Creta. Chiếc Hyundai Creta này thì được phân phối tại trường Việt Nam với 3 phiên bản, đó là bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 1.5 cao cấp. Nhưng hiện tại thì mới về Việt Nam chỉ có 2 bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thôi ạ. Chiếc xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm 2022. Thì trước mặt anh chị đây đó là bản đặc biệt màu đỏ. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 4,3 15m, dài 1,7 90, rộng và cao là 1m660. Thì chiếc xe này ở dòng Hyundai thì có cái khoảng sáng gầm xe tốt nhất phân khúc và cũng là tốt nhất của nhà Hyundai, đó là 20cm cho khoảng sáng gầm xe. Thì cùng đến với cả phần đầu xe thì là chiếc xe được trang bị lưới tản nhiệt hình dạng cánh chim, tạo cảm giác mới mẻ, sáng tạo và khỏe khoắn, cùng với cả hai dải đèn LED ở hai bên. Lưới tản nhiệt được mạ chrome đen, tạo cảm giác sang trọng. Cụm đèn pha là đèn LED, pha cốt đều là dạng LED quý anh chị nhá. Cùng đến mấy phần la răng thì chiếc xe được trang bị la răng bản đặc biệt, thì được trang bị la răng là với bề rộng của lốp là 215mm, L17. Phần gương chiếu hậu bên ngoài thì xi nhan cũng được tích hợp trên gương, và theo đó đến tay nắm cửa thì cũng được là mạ chrome. Về phần đuôi xe thì chiếc xe được trang bị cụm đèn hậu dạng LED và có tích hợp camera lùi ngay dưới logo Hyundai. Cùng với đó hỗ trợ đỗ xe và hỗ trợ va chạm, đó là 4 cảm biến ở đằng sau cho quý anh chị. Về phần nội thất thì em mời quý anh chị vào khám phá cái nội thất ở trong xe. Chiếc xe với tông màu nội thất màu đen cho cảm giác khỏe khoắn, sang trọng. Về phần loa thì chiếc xe được trang bị với số lượng loa, đó là 8 loa Bose cho âm thanh trung thực. Loa Bose này thì cũng được update trên chiếc xe Tucson nha quý anh chị. Đó, em mời quý anh chị tham quan phần nội thất. Thì ở trên vô lăng này cũng là một chiếc vô lăng 4 chấu hoàn toàn là khỏe khoắn, được trang bị là những cái phím bấm tiện lợi, đó là điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại dành tay, ga tự động cruise control và có đèn nổ start stop nha quý anh chị. Vâng, em sẽ đèn nổ chiếc xe lên. Chiếc xe thì được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, rất là sang trọng và rộng rãi, đúng không ạ? Đó, đây là điều hòa của xe, là điều hòa tự động. Điều hòa tự động. Màn hình này được tích hợp ví dụ như là navigation, radio, về phần cần số xe thì đã được trang bị cần số giống đàn anh Tucson đó. Và đặc biệt hơn, trong phân khúc xe hạng B, Creta đã được trang bị đó là phanh tay điện tử và auto hold hỗ trợ giữ phanh. Và đây là màn hình
hiển thị đa thông tin là màn hình LCD 3,5 inch. Kèm với đó thì là xe cũng được trang bị gập gương tự động, hệ thống an toàn như là hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ phòng tránh với người đi bộ thì là dành phiên bản cao cấp, và hỗ trợ va chạm và phòng tránh điểm mù cũng được trang bị trên phiên bản cao cấp. Thì như phiên bản cao cấp thì là bên em update hoàn toàn gói Hyundai Smart Sense. Từ quý chị nha. Đây là công tắc đèn. Đó, công tắc đèn. Chiếc xe này thì cũng chưa được trang bị cửa sổ chơi, nhưng mà trên phiên bản cao cấp thì là đã có rồi. Nhưng mà bản cao cấp về với em hơi muộn, thì dự kiến bản cao cấp sẽ về trong khoảng tháng 7, tháng 8 ạ. Em hướng đến anh chị phần khoang hành khách phía sau. Anh chị có thấy là khoang phía sau của Creta rộng rãi, thoải mái, với độ ngả lưng ghế rất là phù hợp. Đấy, xe được trang bị thêm là móc khóa trẻ em Isofix cho những gia đình nào mà mình có em bé, để cho em bé ngồi phía sau được an toàn hơn. Ở phần đằng sau thì được trang bị cửa gió điều hòa ghế sau và cổng sạc. Chính vì cái chiều dài cơ sở của nó đã tốt hơn đàn em Kona, chiều dài cơ sở của xe là 2m6, thì anh chị có thể thấy là cái khoảng bố trí không gian nội thất cũng rất là rộng rãi rồi, ngồi tạo cảm giác thoải mái. Ở dưới cánh cửa đằng sau cũng được trang bị, đó là loa Spoke. À, có một số tính năng đặc biệt nữa thì em xin giới thiệu thêm cho quý anh chị, đó là lên xuống kính bằng chìa khóa và tính năng đèn nổ từ xa. Đó, đây anh chị có thể thấy là em Tuyền sẽ hướng dẫn anh chị thao tác xuống kính bằng chìa khóa. Anh chị cầm chiếc chìa khóa Creta trên tay và anh chị giữ dùm em là nút mở khóa liền. Trong vòng khoảng 3 giây thì kính xe sẽ tự động hạ. Và nếu muốn kéo kính lên, anh chị chỉ việc bấm liền nút khóa xe. Đó, kính xe sẽ tự động lên. Cái điều này cho phép anh chị là mình có thể kiểm soát cái xe từ xa hơn, theo cái góc nhìn từ phía người lái. Và em sẽ đèn nổ từ xa cho anh quý anh chị nhá. Em hướng dẫn luôn là anh chính quý anh chị là giữ nút, bấm hai lần nút khóa và giữ nút hold trong vòng 2 đến 3 giây là chiếc xe đã được đèn nổ rồi. Đó. Về tổng quan thì em xin giới thiệu qua như vậy thôi. Còn về giá bán thì bản tiêu chuẩn đang được giao bán với giá là 620 triệu. Bản đặc biệt là 670 triệu và bản cao cấp là 730 triệu. Thì quý anh chị có những cái thông tin chi tiết mà cần em Tuyền tư vấn thêm thì mong là quý anh chị liên hệ cho em Tuyền qua số điện thoại em để trên màn hình. Em Tuyền Hyundai Bắc Ninh xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ em Tuyền.